không gian yên tĩnh, thơ mộng. Đồi thông rộng hơn 5 hecta với những điểm check-in độc đáo, lạ mắt. Du khách có thể sải bước trên cây cầu mang tên Bảo Châu Công Chúa, ngắm nhìn những đóa hoa sen đang đua nhau khoe sắc. Đến đây, du khách còn được trải nghiệm bộ môn chèo thuyền súp, môn thể thao đang được giới trẻ rất ưa chuộng. Kiến trúc hiện đại kết hợp với truyền thống đã tạo nên một điểm đến lý tưởng cho du khách khi đến với điểm dừng chân Ô A Pháo, km 38 thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên. Sau chuyến đi này, em sẽ giới thiệu với bạn bè đến đây có thể để trải nghiệm rồi picnic. Em thấy là thường như là bạn trẻ nào cũng cần những kiểu chỗ nhiều khu để check in như này ạ. Thì em cảm thấy chỗ này đẹp và kiểu nó không dành được ai cũng lứa tuổi nào hay như nào vẫn chụp được ạ. Đi vào hoạt động gần một năm nay, điểm dừng chân Ô A Pháo thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn và khách sạn Nam Phong đã thu hút khá đông du khách trong nước và quốc tế. Trước đây thì gia đình tôi cũng rất là hay đi tham quan và cũng hay đi trải nghiệm. Sau đó một thời gian thì khi đi đến những cái vùng miền nơi khác, họ cũng có những cái khu du lịch rất là đẹp. Sau đó thì khi mình về đến nhà thì mình cũng bàn với gia đình và cũng muốn mở ra một cái khu gọi là để trải nghiệm, giải trí cho cộng đồng. Và không nghĩ rằng là khi mở ra như này và những cái chuỗi dần dần là mình từ mô hình là ăn uống, sau đó đến mô hình là trải nghiệm về ngủ nghỉ rồi thăm vườn cam, và sau đó thì tôi phát triển thêm ra mô hình là camping, tức là cắm trại trên đồi thông để check in chụp ảnh. Đến nay thì Ô A Pháo đã được đi vào hoạt động là một năm, nói chung là gần một năm, nhưng so với cái thời gian đầu thì chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất rằng là từ cái nhu cầu của khách, sau đó đến thì là không gian nơi đây thì tôi vẫn luôn giữ được một cái môi trường, thứ nhất là xanh sạch đẹp và gần gũi với thiên nhiên. Điểm đến mới lạ không thể bỏ qua khi đến với Ô A Pháo, đó là đồi thông.
với diện tích trên 5 hectare, đồi thông gần 100 tuổi đang là điểm đến thu hút du khách, đặc biệt là các bạn trẻ thích chụp ảnh để trải nghiệm. Điểm đến này đã gây biết bao cảm xúc cho du khách khi ghé thăm. Sự hòa hợp của thiên nhiên và cảnh quan nơi đây đã tạo nên một điểm nhấn đầy ấn tượng. Ai đã tới đây một lần chắc chắn sẽ muốn quay lại lần thứ hai. Tới đây thì chúng tôi cảm thấy có sự kết nối rất là gần gũi và chúng tôi chọn Ô A Pháo. Ở đây thì chúng tôi được ăn những món ăn ngon, cảnh đẹp, con người thì mến khách. Ở đây thì có những cây xanh thật là đẹp. Chúng tôi rất là yêu nó và chắc chắn rồi chúng tôi sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất. Đến với Ô A Pháo thì du khách sẽ được mở ra một cái không gian mới, đó là được nhìn thấy những cái nét bản sắc văn hóa dân tộc của người Việt Nam chúng ta. Sau đó thì du khách sẽ được đến trải nghiệm, thứ nhất là ẩm thực, những cái món ăn là truyền thống gần gũi với những cái nét văn hóa truyền thống của người dân đồng bào dân tộc nơi đây. Sau đó thì sẽ được trải nghiệm, thứ nhất là sẽ được nghỉ ở những cái bungalow và homestay, được trải nghiệm trên chiếc cầu tre được mang tên là chiếc cầu Bảo Châu Công Chúa. Và sau đó thì du khách có thể là được trải nghiệm rằng là sẽ bơi mảng ở trên mặt nước và câu cá thoải mái, rồi check in chụp ảnh ở trên đồi thông. Hay hơn nữa là du khách có thể là được đắm mình và hòa mình với những đêm hội văn nhạc, như chẳng hạn như là nhảy sạp này, rồi là đốt lửa trại. Sau khi trải nghiệm đồi thông gần 100 năm tuổi, du khách có thể di chuyển sang khu nhà sàn với lối kiến trúc đặc trưng của đồng bào Tày nằm giữa vườn cam trĩu quả. Những ngôi nhà sàn được trang trí bởi những vuông vải thổ cẩm, những nguyên vật liệu từ thiên nhiên như mây tre đan, đậm nét văn hóa truyền thống. Mục tiêu của Ô Pháo muốn rằng là hướng rằng là để tạo ra một cái môi trường là xanh sạch đẹp, trong lành và gần gũi với thiên nhiên, và gìn giữ được những cái bản sắc, ví dụ như là những cái thiết kế là theo nhà lá cọ, nhà sàn lá cọ, và nhân viên cũng như là cái phong cách của nhà hàng ấy thì lấy theo phong cách của người Mông. Ngoài ra ấy, khi du khách đến đây sẽ được trải nghiệm là sẽ ngủ lại một đêm cũng như là hai đêm ở ngôi nhà sàn, đó là nhà sàn homestay. Ngôi nhà sàn này có thể là ở từ 4 đến 50 người, tức là nhà nghỉ cộng đồng đó. Ở đây thì du khách sẽ được trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên và sau đó sẽ được gần gũi với nét văn hóa cũng như là cái thiết kế của ngôi nhà sàn, gần gũi với bà con đồng bào dân tộc nơi đây. Và bên cạnh đó thì buổi tối thì khi du khách đến đây để check-in chụp ảnh xong, du khách sẽ được trải nghiệm, thứ nhất là ẩm thực, thứ hai là sẽ được trải nghiệm nhảy sạp này, đốt lửa trại cũng như là hòa mình giao lưu văn nghệ, những bài hát then của người đồng bào dân tộc nơi đây. Du lịch xanh, du lịch nông nghiệp cũng được Ô A Pháo đưa vào phát triển. Du khách có thể hóa thân thành người nông dân bản địa, trải nghiệm công việc nhà nông, được tận mắt ngắm nhìn những trái cam sành đặc sản của mảnh đất Hàm Yên. Ô A Pháo là một nơi tuyệt vời. Bạn có thể đưa gia đình bạn bè tới đây để thư giãn. Tôi đã đi nhiều nơi khắp đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà tôi thấy nơi này thực sự tuyệt vời. Mọi thứ xung quanh làm cho tôi rất là hài lòng. Tôi muốn giới thiệu với bạn bè tới đây và tôi sẽ còn tới đây cùng với bạn bè của tôi. Trong đợt tới thì Ô A Pháo sẽ có một cái định hướng sẽ phát triển thêm nhiều hạng mục và mô hình nữa, trải nghiệm đồi cam cũng như là được nâng cấp những cái hoạt động và nâng cấp những cái quy mô của khu du lịch của mình càng ngày càng tốt hơn để cho nhu cầu phục vụ
với khách hàng, họ sẽ hài lòng và sẽ tạo nên một sân chơi lý tưởng vào những ngày nghỉ cuối tuần cũng như là những kỳ nghỉ cho các gia đình đến đây để trải nghiệm. Đến với điểm dừng chân Ô A Pháo, du khách còn được trải nghiệm khu chợ quê thu nhỏ với đủ những sản phẩm nông sản của người dân địa phương, được tắm thuốc lá của đồng bào dân tộc Dao Đỏ, xua tan đi những mệt mỏi thường ngày. Khu trung tâm của Ô A Pháo được xây dựng theo lối kiến trúc văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc là điểm nhấn cho không gian nơi đây. Bằng chính những nguyên liệu sẵn có tại địa phương cùng với lối trang trí độc đáo đã tạo nên một Ô A Pháo đầy ấn tượng trên địa bàn huyện Hàm Yên. Tôi cảm thấy là ở đây là một điểm du lịch rất là ấn tượng, rồi là không khí trong lành, rất là mát mẻ. Ở đây rất là thoải mái. Để cho mà du khách ấy đến đây để tạo ra thêm một cái trải nghiệm là an toàn này, thân thiện này, và tạo ra một cái khu là du lịch xanh. Trong thời gian mà Ô A Pháo hoạt động cũng rất là được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương tạo cho rất nhiều cơ hội để phát triển về du lịch cũng như là những cái chính sách nghị quyết để những cái nguồn vay vốn để tạo điều kiện cho Ô A Pháo càng ngày càng phát triển cũng như là động lực để hướng tới một cái du lịch xanh. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng điểm dừng chân Ô A Pháo đã mang đến cho du khách trong nước và quốc tế sự hài lòng, thú vị với nhiều dịch vụ vui chơi, thư giãn hấp dẫn. Thì trong thời gian gần đây thì đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Phong đã tập trung đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở hạ tầng, và hai là đầu tư chiều sâu để phát triển, để có những tạo những cái điểm nhấn để hết sức là riêng có để mà thu hút du khách từ thập phương đến, không những là đến một lần mà còn lưu lại những lần tiếp theo, và từ đó thì đã có những cái phát triển tạo công ăn việc làm cho thứ nhất là nhân dân xung quanh cái tổ trên địa bàn tổ dân phố Ba Trãng, trên địa bàn thị trấn Tân Yên và một số xã lân cận khác, thì đây cũng là một cái mô hình phát triển mới, thì cũng đã là một điểm nhấn đối với thị trấn Tân Yên và trên địa bàn huyện Hàm Yên. Mình rất mong là trong cái thời gian tới thì thứ nhất là gia đình sẽ được nhận được cái quan tâm của các cấp các ngành, thúc đẩy cho cái việc ra cơ sở Nam Phong này thì phát triển ngày càng phát triển vững mạnh hơn và có những cái chiều sâu hơn đấy, thì bà thu hút khách đến du lịch ngày càng nhiều, tăng thêm cái điều kiện mà thu nhập cho cái nhân dân người lao động trên địa bàn thị trấn Tân Yên. Nếu như bạn đang có kế hoạch đến với Tuyên Quang và muốn tìm đến một địa chỉ để nghỉ ngơi, trải nghiệm, tìm hiểu nếp sống sinh hoạt thường ngày của người dân bản địa, thì điểm dừng chân Ô A Pháo, km 38 đường Tuyên Quang Hà Giang, thuộc địa bàn thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, là một lựa chọn lý tưởng.